bạn chưa biết thì mới đây Chivit ra tỉa cho ra mắt dòng sản phẩm 2.0 Pro và gần đây nhất vào ngày 12 tháng 5, phiên bản này đã có thêm nhiều màu sắc cực kỳ đẹp để dành cho các bạn có thêm nhiều lựa chọn. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem phiên bản nâng cấp cực kỳ màu mè này có gì nhá. Và vẫn như mọi khi thôi, mọi người nhớ ấn vào đường link phía dưới mô tả cũng như là follow kênh của mình để biết thêm thông tin chi tiết của Chivit Tati nha. Nếu như các bạn đã theo dõi chúng mình từ lâu thì sẽ không còn xa lạ gì về phiên bản Boost 2.0 của chúng mình. Thiết kế tối giản, tốc độ sạc nhanh, chống tì đè cùng với cả cảm biến áp lực nghiêng đem đến cho mọi người những cảm giác sử dụng sản phẩm cực kỳ là thoải mái. Đó là những lời có cánh dành cho phiên bản 2.0. Và hôm nay chúng mình đã trình làng cho mọi người một phiên bản cực kỳ là nét mang tên 2.0 Pro. Kế thừa tất cả những gì tuyệt vời nhất từ phiên bản tiền nhiệm, chúng mình lại tiếp tục chú trọng đến trải nghiệm người dùng bằng cách nâng cấp đầu ngòi của phiên bản này cùng công nghệ X5 mới toanh, đem lại trải nghiệm viết mượt mà, nhanh nhạy hơn gấp 5 lần. Và đương nhiên rồi, nhanh thôi là chưa đủ. Được học hỏi từ đàn anh 2.5, phiên bản 2.0 Pro này được ưu ái trang bị thêm ngòi kim loại. Ưu điểm của ngòi kim loại thì mình nói quá nhiều rồi, cảm nhận chính xác đến từng pixel. Kích thước đầu bút nhỏ, cân được hết tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất mà còn đem đến trải nghiệm y hệt trên giấy thật khi sử dụng kèm theo Paperline. Cũng vì những ưu điểm đó mà nhiều bạn đặt tiêu chí sử dụng được ngòi kim loại lên hàng đầu. Và vì vậy, thấu hiểu được nỗi đau của các bạn, phiên bản 2.0 Pro đã được ra mắt. Đặc biệt, để thích ứng với công nghệ ngòi mới thì ở phiên bản 2.0 Pro này chỉ sử dụng được ngòi kim loại 5X đi kèm thôi nhé. Các bạn nhớ lưu ý điều này đấy. Tới phần mà các bạn mong chờ nhất đây. Ở phiên bản 2.0 Pro này, chúng mình đã khoác lên cho em nó những màu sắc cực kỳ sặc sỡ, chất màu mịn và cực kỳ bền, đảm bảo ai nhìn cũng mê. Và quan trọng nhất là với sự nâng cấp về mặt thẩm mỹ cũng như là công nghệ ngoài bút mới thì giá của em nó cũng không đổi. Vậy ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.